xe đi súng thiệt chứ không phải súng giả đâu. Mày chơi đâu à? Tao chết thì chúng mày cũng phải chết. Chạy! Có bao nhiêu nghề mà chúng mày không làm, lại đi làm cascadeur. Tụi mày đánh đấm cho đã, gãy cái xương sườn, rồi ra phim á thì tụi diễn viên nó hưởng. Có ai biết mặt mũi tụi mày đâu.